Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Hoa Lan của mình nha. Hôm nay mình xin chia sẻ cho mọi người chậu hoa lan giã hạt. Hôm trước mình quay nụ, hôm nay nó đã nở được hai bông. Chậu này có 3 mầm, 3 cây kiến, 3 gốc kiến nha mọi người. Nhưng mà hôm nay mới có một gốc nở thôi, mới có một cây nở thôi. Còn một cây nữa chưa nở, còn cây kia nhỏ quá thì chưa có bông. Mình xin giới thiệu qua cho mọi người, kênh của mình là chuyên chăm sóc, chia sẻ cách chăm sóc và chia sẻ những mặt hoa lan. Mọi người coi video hãy ủng hộ cho mình bằng cách đăng ký kênh và cho mình xin một nút like nha cả nhà ơi. Hôm nay mình thấy mặt hoa này nó nở cũng đẹp cho nên quay cho cả nhà cùng ngắm. Quay dưới ánh nắng mặt trời, mình quay lúc 7:30-8 giờ mọi người. Nắng chói vô thì hoa giã hạt rất là đẹp. Hoa nở ngày thứ hai, hoa đẹp, hoa giã hạt đẹp nhất là nở ngày thứ hai, ngày thứ ba nha cả nhà ơi. Hoa giã hạt thì rất là thơm, mắt xước. Hoa này mắt xước nha cả nhà, vì là hoa kích cho nên là cũng chưa được đẹp hết đâu. Nếu mà sang năm mà cây khỏe hoa ra tự nhiên thì hoa rất đẹp. Cái này mình kích hoa bằng Kiki Duy. Mình lấy thuốc mình bơm vô thân mẹ của nó để mình kích hoa cho nó, xong mình bôi keo liền sẹo vào. Mặt hoa rất là đẹp luôn, mắt xước không có mắt, cánh hồng bay, khuôn thì hơi bè bè một tí nhưng mà mắt xước rất đẹp, mũi hồng, họng có gân sạch sạch. Mầm gốc này cả nhà, nhà mình nhiều ruồi vàng lắm cho nên hôm trước nó chích cái lá non. Ruồi vàng nó rất thích ăn lá non, chích hút vô lá non hoa lan đó, cho nên cây lan đó, cho nên là nó bị mưa xuống nó bị lỗ, giống y gần giống y bị thối cái chỗ lá ruồi vàng nó chích. Đây là nụ của mầm khác này cả nhà, khi nào cái nụ này nở mình sẽ quay cho cả nhà cùng ngắm nha. Nụ này hứa hẹn hoa sẽ đẹp nè cả nhà ơi. Rồi, còn đây là cây khác. Cái này thì nở được nhiều bông lắm, nhưng nhiều nụ lắm, nhưng mà mình cắt bỏ hết rồi sợ cây nó kiệt sức. Đó, cái đầu đó là đầu mình cắt bỏ nụ đó. Nở nhiều quá mẹ không nuôi nổi thì cây sẽ bị kiệt sức ấy cả nhà. Rất là đẹp luôn. Mặt hoa rất là đẹp. Mắt xước rất đẹp luôn, xước hồng luôn cả nhà ơi, cánh cũng hồng luôn. Hàng rừng, hàng kiến rừng sổ ra hoa đó cả nhà. Qua đây thì mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã coi video và ủng hộ kênh của mình và đồng hành cùng mình nha cả nhà ơi. Đó. Cả nhà nếu ai bị yêu lan thì hãy đăng ký kênh của mình nhá, để luôn được ngắm những mặt hoa lan nhà mình nở. Rất đẹp. Đẹp và kiêu sa nữa, hoa lan, phong lan. Chăm sóc thì rất đơn giản thôi cả nhà ơi. Thắt ngọn rụng lá cho nó ăn nắng đối cường độ cao là nó ra hoa thôi. Nhưng mà mình nôn quá nên mình kích hoa để ngắm hoa. Còn nếu mà để ra hoa tự nhiên thì từ từ nó cũng sẽ ra thôi. Đủ nắng, đủ gió là đủ hoa ngắm. Phong lan có nắng có gió là có hoa. Xin chào tất cả mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã coi video của mình.